xe cứu đang đi nha chị ơi. Từ Lý Hằng Kiệt qua, chị ơi cho hỏi tình trạng bệnh nhân bây giờ sao rồi? Đây là hình ảnh chiếc xe cứu thương đang làm nhiệm vụ của Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thời gian từ tiếp cận bệnh nhân và chuyển tới bệnh viện An Bình chưa đầy 15 phút, nhưng với tài xế Bùi Ngọc Hợp, đó là một trận chiến thực sự. Đối mặt với anh vừa là cuộc đua với thời gian để giành giật mạng sống cho cụ ông trên 80 tuổi, vừa là những cuộc đấu trí liên tục với những tình huống giao thông nguy hiểm. Dù là xe ưu tiên theo luật định, nhưng trong nhiều trường hợp, xe cấp cứu không được tôn trọng quyền ưu tiên đó. Gặp những người không ý thức sẽ chặn đầu xe mình, cứ chạy đằng trước, không chịu nhường đường cho xe ưu tiên. Rồi có nhiều trường hợp đi qua ngã tư, không có ai nhường cho mình hết, rất là khó khăn. Với lại trong những trường hợp mà mình đang cấp cứu bệnh nhân nặng, mình rất là cần nhanh tới bệnh viện, từng giây từng phút mong cho để bệnh nhân được sống sót. Với lại có tình huống là đi tới nhà bệnh nhân xong mình đậu xe cái chỗ người nhà đó người ta buôn bán, người ta không cho mình đậu, rồi còn nói chung xúc phạm mình, nói những câu xúc phạm, những lời rất là khó nghe. Với anh Nguyễn Văn Thanh, trong suốt 25 năm ôm vô lăng xe cứu thương, anh cũng không nhớ hết nổi bao nhiêu lần bị phương tiện khác cố tình gây khó dễ khi đang trên đường chuyển bệnh. Có một vài người không có ý thức thì thấy xe cứu thương đó, rồi cố tình mà chạy cản lãng, nhiều khi quay qua còn chửi lại nữa. Nhưng mà sự ra anh em làm đã lái xe cứu thương này đó là anh em nào tánh cũng là đầm lắm, không có, như là mình đang làm nhiệm vụ rồi mình không có thể hiện là mình chửi lại hay như thế nào. Nhưng mà nhiều trường hợp đó, người ta dừng xe lại người ta đòi đánh luôn, mà phải cố nhận lời để mình thuyết phục cho người ta để cho mình đi, mình phải cứu người bệnh nhân. Nếu người lái xe cấp cứu không giỏi nhẫn nhịn thì rất dễ xảy ra va chạm, thậm chí dẫn đến tai nạn giao thông, mà khi đó người gánh chịu hậu quả lớn nhất là bệnh nhân đang nằm trên xe. Mình bức xúc nhưng mà thực sự ra mình cũng ráng kìm lòng, rồi xong rồi về mình cứu được, đưa về tới bệnh nhân, tới nhà. Trong lòng cũng ước nó cho tôi gặp lại người đó để mình nói chuyện cho người ta phải trái với người ta. Nhiều khi người ta không hiểu rồi cứ cản rãng. Những trường hợp thậm chí là không phải là gì có hơi men hay rượu gì mà người ta cản rãng. Những người ta cố tình, người ta coi như là không biết cái gì về xe cứu thương á. Tại vì người ta không có hiểu là người ta chưa có gặp người nhà của người ta trong cái tình trạng đó. Không như những phương tiện dân dụng khác, xe cấp cứu được quyền ưu tiên để thực thi nhiệm vụ. Nhưng không vì quyền ưu tiên đó mà các tài xế dễ dàng hơn trong cấp cứu người bệnh. Tình trạng mà di chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là khó khăn. Ngoài những cái lý do khách quan như là những cái nút mà kẹt xe, ùn tắc giao thông, thì bên cạnh đó thì cũng có một số người dân có thể là người ta không có sự chuẩn bị, cũng như là người ta không có cái ý thức để mà tránh cái xe ưu tiên, đặc biệt là xe của phương tiện cấp cứu. Đôi khi thì họ cũng muốn tránh nhưng mà do là mật độ giao thông đông quá, họ khó khăn trong cái vấn đề tránh. Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định rất rõ ràng về việc xử phạt đối với hành vi cản trở xe ưu tiên, phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với xe ô tô và từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng đối với mô tô, xe máy. Ngoài ra, người điều khiển các phương tiện này còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Hôm nay chúng tôi cũng khuyên người tham thông lưu ý công việc mà khi thấy các phương tiện ưu tiên để sử dụng coi và kèn ưu tiên thì cũng hãy thực hiện các công việc ưu tiên, nhường đường theo đúng quy định của pháp luật. Với đặc thù giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều đô thị khác trong cả nước, xe cấp cứu ngày ngày phải vật lộn với tình trạng kẹt xe là điều không thể tránh khỏi. Còn với hành vi cố tình cản trở, gây khó dễ cho xe ưu tiên
thì dù ở phương diện pháp lý hay đạo đức ứng xử đều không thể chấp nhận được. Đừng để đến khi có người thân trên xe mới thấm thía và tôn trọng quyền ưu tiên của xe cấp cứu.